Hoàng Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hoàng Sơn nhận được rất là nhiều câu hỏi của bà con mình là tại sao đo huyết áp tại nhà bị sai và những nguyên nhân nào dẫn đến sai số khi đo huyết áp tại nhà để bà con mình khắc phục, mình có được kết quả chính xác để mình yên tâm dùng thuốc men hoặc là kiêng cử ha. Đầu tiên thì mình nói về máy. Trên thị trường có rất là nhiều dòng máy ha cả nhà ha, từ thương hiệu nè và chủng loại của nó. Nên là Hoàng Sơn có những cái video giúp cả nhà mình lựa chọn những dòng máy phù hợp rồi, thì bà con mình có thể xem thêm ở các video khác. Cách thứ hai là cách sử dụng dòng máy đó. Ví dụ cách đeo dòng quấn nè, sao cho đúng tư thế và sử dụng đúng chức năng của nó cả nhà ha. Thì đầu tiên là về lựa chọn máy, và thứ hai là cách sử dụng máy, thì ở những video khác Hoàng Sơn có rồi. Tiếp theo là môi trường. Ví dụ mà môi trường quá nóng hoặc là quá lạnh. Nóng quá thì mình bị mất nước thì huyết áp sẽ bị thấp, còn lạnh quá thì huyết áp sẽ cao cả nhà ha. Rồi tiếp theo nữa là mình căng thẳng ở môi trường xung quanh. Ví dụ tiếng tàu xe ồn ào rất là khó chịu, những cái môi trường xung quanh nó tiếng máy chạy làm cho huyết áp mình nó tăng lên. Rồi nữa là về cái tinh thần của mình. Ví dụ mình đang buồn bực, tức giận ngay đó, mình cũng bị huyết áp cao. Nên là và sẽ có những cái video hướng dẫn cả nhà mình cách đo huyết áp chính xác rồi. Tiếp theo, những nguyên nhân làm sai đó nữa là khi sử dụng chất kích thích như rượu, bia, nó làm cho cái mạch mình nó co lại thì huyết áp sẽ bị tăng. Rồi mình ăn quá no hoặc quá đói cũng ảnh hưởng huyết áp cao hoặc thấp. Rồi khi mà mình đắp tiểu ha thì huyết áp cũng bị tăng đó. Nên là trước khi đo mình nên ngồi nghỉ 5-10 phút. Cái thời gian đo nè, chế độ ăn uống nè, tâm lý nè, rồi cái nơi mình đo nè, và cái môi trường, và tiếp theo cuối cùng là về cách sử dụng máy sao cho phù hợp. Rồi Hoàng Sơn có để lại cái số điện thoại bên dưới và con mình có thể gọi điện để tư vấn, hoặc là có thể để bình luận bên dưới nha, về các vấn đề liên quan đến huyết áp tim mạch. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại.